Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 12 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày bính thân, tháng nhâm dần, năm nhâm dần. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu cần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn hạ hỏa ngày bính thân tức can khắc chi nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm sơn hạ hỏa kỵ tuổi canh dần nhâm dần ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hại hợi phá hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp dần nhâm dần nhâm thân nhâm tuất nhâm thìn tuổi xung trong tháng tuổi canh thân bính thân bính dần Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao Nguyệt Ân tốt mọi việc sao Minh Tinh tốt mọi việc sao Nguyệt Giải tốt mọi việc sao Giải Thần Đại Cát tốt cho việc tế tự tốt tụng Giải oan trừ được các sao xấu sao Phổ họ, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao Dịch Mã tốt mọi việc nhất là xuất hành sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa vài hướng xuất hành tốt trong ngày Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn cải thiện được năng suất làm việc của mình trong ngày hôm nay được tốt hơn. Với những khó khăn, rắc rối không hề làm cho bạn trùn bước mà ngược lại càng khiến cho bạn quyết tâm hơn để thực hiện nhiệm vụ mà mình đang làm. Với bạn tử tí trong ngày này, bạn hoàn toàn có thể đặt ra nhiều hy vọng hơn vào tương lai của mình bởi bạn đang nhận được sự đánh giá cao, đánh giá tích cực từ phía cấp trên. Bạn hãy đặt ra cho mình những đích đến rõ ràng hơn, cao xa hơn và cố gắng thực hiện chúng hết mình bởi bạn bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu thành tích nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, tình cảm của bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy bạn đang có được một gia đình rất hòa thuận thời điểm này hai bạn luôn cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống nhờ vào tình yêu mà hai người có thể khắc phục được mọi vấn đề khó khăn mà mình đang gặp phải nữa vài câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đưa ra được những quyết định sáng suốt không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng để giải quyết được những vấn đề khó khăn mà mình gặp phải. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc có nhiều hy vọng hơn vào tương lai ở phía trước. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu tài chính của bạn trong ngày hôm nay sẽ được ổn định cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay là thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý chú ý tiết kiệm thì không sợ thiếu tiền tiêu trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán làm nghề tự do có thể sẽ nhận được một khoản tiền kha khá xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và thời điểm này với bạn tuổi Sửu cũng nên suy xét cho cẩn thận trước khi tiến hành về đầu tư kinh doanh để có được lợi nhuận thu về cho mình nhé may mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Và ngày hôm nay với bạn có được nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ, bạn cũng cần phải tự tin để thể hiện cá tính của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra được sức hấp dẫn của bạn mà thôi. Và câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tình hình tài chính được ổn định, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên dùng tiền để đầu tư kinh doanh sao cho hợp lý tử vi tuổi tan sửu thuộc mệnh thổ không nên dễ dàng hài lòng với thức tài tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 12, số 45, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Với bà tuổi dần bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hỏi. cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi dần phải trải qua một ngày làm việc vất vả mà không có ai giúp đỡ cho dù xung quanh bạn không có ai chủ động giúp đỡ cho bạn đi chăng nữa thì với bạn tuổi dần cũng chớ có nhụt chí hay là than thân trách phận bởi việc làm đó chẳng hề đem lại lợi ích thiết thực cho bạn mà càng làm cho bạn thiếu đi ý chí quyết tâm mà thôi nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần để tăng hiệu quả cho công việc của mình đang làm, một khi bắt tay vào công việc gì đó thì bạn mạnh không nên lơ đãng hoặc là cố tình làm ẩu chua xong việc. Nếu như bạn lỡ mắc phải sai sót thì bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để khắc phục hậu quả do mình gây ra nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 12 tháng riêng năm nhâm dần và theo hại thượng lạn ông. Ngày này, nhân thần nằm ở ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy với bà tuổi dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Vài câu quyết cho bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy làm việc vất vả mà không nhận được ai giúp đỡ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên sao nhã khi giải quyết những công việc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người xung quanh tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn Vậy đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 89, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi hợi, tuổi tốt. tử vi tuổi mão thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Với bạn tuổi mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Cái điều này làm cho bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Và thời điểm này với bạn tuổi mão, bạn trở nên hành sự nông nổi, nóng nảy, bốc đồng, kéo lại làm cho chuyện bé xé ra to vấn đề này càng làm cho bạn thêm khó giải quyết và đặc biệt là đầu năm mới không nên có những chuyện này xảy ra sẽ tốt hơn. Và trong ngày này, một số người đang quá tự tin vào khả năng của mình, cho nên không muốn hợp tác với ai, chỉ thích tự làm mọi việc theo ý của mình. Tuy nhiên với bà tuổi mão bạn nên biết rằng sự kiêu ngạo sẽ biến thành ra ếch ngồi đáy giếng và nhanh chóng bị tụt hậu so với mọi người xung quanh mà thôi nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn và người nhà lại không được quá yên bình cho dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa có lẽ đôi bên vẫn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn đừng có để cho mối quan hệ giữa mọi người ngày càng trở nên xa cách nhau nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tranh chấp thị phi với đồng nghiệp tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên hành sự nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ trở nên kiêu ngạo quê thường người khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không hòa hợp với người thân trong gia đình cho lắm tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia của mình và đánh giá của bà tuổi mạo trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 14 số 36 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu xanh rêu màu ghi quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi dần tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay diễn ra được thuận lợi hơn rất chi là nhiều. Với bà tuổi thìn, bạn có được nhiều cơ hội để gặt hái được những thành quả khả quan khiến cho mọi người tin tưởng. Và nếu như bạn luôn tập trung vào công việc mà mình đang làm thì sớm muộn gì sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bạn hơn nữa nhé. Tuy nhiên, với bà tuổi thìn trong ngày này, bạn cũng cần phải cởi mở hơn trong giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp bởi dường như bạn đang không muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Bạn hãy cứ thoải mái hơn khi trao đổi ý kiến bởi điều đó sẽ giúp cho bạn nhanh chóng nhận ra được sự thiếu suất của bản thân mình. Và xem tử vi cho thấy, theo khẩu minh, ngày hôm nay là ngày bính thân, là ngày tốt. Vì vậy, với bà tuổi thìn, có thể thực hiện nhiều công việc quan trọng như thế là xuất hành, khai trương hay là ký kết những hợp đồng có giá trị bởi bạn đang cũng có được nhiều tác động của sao tốt như là sao nguyệt đức, sao nguyệt ân, sao nguyệt giải, sao giải thần, sao phổ hộ, sao dịch mã sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn được thuận lợi hơn. Và bạn cũng cần phải chú ý khi xuất hành đi xa, bạn cũng nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình về câu quyết cho bản tuổi thìn trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển được thuận lợi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chú ý vào nhiệm vụ được phân công tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chú ý cách đối nhân xử thế tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên sắp xếp thực hiện những công việc sao cho phù hợp về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 27 số 64 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi thân Từ vi tuổi Tị, thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tị, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tị đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phụ trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay diễn ra được thuận lợi hơn với bà tuổi Tị, bạn nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà cấp trên giao phó cho bạn Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Cho nên, với bạn đang được cấp trên, quan tâm, để ý và cất nhắc nữa rồi nhé. Trong cuộc sống, với bà tuổi tỵ là một người rất hăng hái giúp đỡ cho người khác, cho dù đối phương có bày tỏa mong muốn của mình hay là không. Nhờ thói quyền giúp đỡ vô tư, đừng xô đua thiệt hơn, bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mình nữa trong ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này cho thấy bạn đang có những vấn đề xảy ra trong mối quan hệ tình cảm gia đình vợ chồng bạn liên tiếp chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng nhau và những lúc như thế này hai người lại càng cần phải bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau để tháo gỡ những vấn đề mà mình đang gặp phải nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đầu óc thông minh xử lý công việc được tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ dàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc công lao không được người khác ghi nhận tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên so đo tính toán quá nhiều tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia của mình vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 78, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu tuổi mùi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi ngọ thứ 7 ngày 12 tháng 2 năm 2022. Với bà tử ngọ bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bản tuổi ngọ đang gặp ngày có họa khác với kim. Có vẻ như với bản tử ngọ đang dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình, cho nên thở ơ với gia đình mình. Với bà tuổi ngọ, bạn cũng cần phải biết rằng tình thân là điều quan trọng nhất, cho dù tiền bạc của bạn có nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng không mua được tình cảm gia đình đâu nhé và trong gia đình với những bạn tuổi ngọ đang còn trẻ tuổi có thể sẽ mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là những người trong họ hàng của mình dù có những suy nghĩ khác biệt nhau và mọi thế hệ có một quan điểm một cách nghĩ khác nhau nhưng dù sao đi nữa thì với bạn tuổi ngọ cũng nên thử lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người đi trước xem sao nhé lại thêm, trong vận tình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọa, đang gặp ngày có thương quan giáng họa, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là trở nên bướng bỉnh và đối đầu với cấp trên của mình. Bạn cần phải khiêm tốn hơn trong quá trình làm việc, nhận ra những điểm nổi bật của người khác mà bản thân mình nên học tập từ họa nữa. Về câu quýt của bà Tử Ngọa trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo gia đình, nhà cửa cho nửa kia, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên chú ý lắng nghe lời dạy bảo của những người đi trước, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc không nên nóng nảy, chú ý học hỏi những kinh nghiệm từ người khác. Về đánh giá của bà tử ngoạn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 70, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mùi có được sự chăm chỉ cần cù ắt sẽ đạt được cái đích mà mình đã đặt ra thành quả lao động mà bạn nhận được trong ngày hôm nay chính là phần thưởng cho bạn khích lệ bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình và ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi, nếu như bạn muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai sự nghiệp thì bạn cần phải học cách xác định mục tiêu của mình sao cho có tham vọng hơn. Đừng có đánh giá thấp bản thân mình và lập ra cho mình cái đích quá dễ dàng để chinh phục. Hãy tạo cơ hội để cho bản thân mình được phát huy tài năng hơn nữa bạn tuổi mùi nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy chuyện tình cảm giữa bạn với người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải đôi bên phải nói rõ thành lời và để có được như hiện tại thì từ trước tới nay hai người luôn quan tâm trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện gia đình nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, chăm chỉ, cần cù, luôn cố gắng để phấn đấu trong công việc. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, cố gắng để khẳng định giá trị của bản thân mình. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, lập ra những kế hoạch có tham vọng hơn cho bản thân mình và tập thể. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, vợ chồng có được sự tháo hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 62, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọa. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối diện với những kẻ tiểu nhân đang có ý đỏ hãm hại mình dù có bắt tay vào công việc quen thuộc như thế nào đi chăng nữa bạn cũng chớ cố lơ là trong ngày hôm nay bạn tuổi thân nhé Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, khi đối diện với sự nghi ngờ, giảm pha của người ngoài, bạn trở nên nóng nảy, kích động bởi càng như vậy thì bạn càng dễ dàng phạm phải sai lầm. Hãy tiếp tục làm tốt công việc của mình để thực tế chứng minh tất cả nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng cái điều này làm cho bạn mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Đặc biệt các bệnh liên quan tới xương khớp, người lớn tuổi cần chú ý không làm việc quá sức. Còn đối với những người còn trẻ tuổi làm ở văn phòng thì chớ có nên ngồi lau một chỗ về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tranh chấp thị phi với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên lơ là ngay cả trong những công việc quen thuộc tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tránh đổ thêm dầu vào lửa để mâu thuẫn đi quá xa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 15 số 94 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá tường màu vàng kim màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tín trị vô cùng là thuận lợi với ba tuổi giàu đang gặp được ngày có tam hội phù trợ thúc đẩy giúp cho bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người và mọi việc xung quanh đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới mẻ để có thể tiến bộ một cách nhanh chóng nữa may mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi giàu bạn còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay bạn hãy tận dụng cơ hội này để học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối tượng truyền dạy lại giúp ích cho công việc của bạn về sau này rất nhiều nữa nhé và ngày này với bà tuổi dậu nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin chọn theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc tiến trị được thuận lợi tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không ngần ngại đối diện với những khó khăn thử thách tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó và đánh giá của bạn thử dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Từ với tuổi Tuất Thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có được những dấu hiệu may mắn trên phương diện tài lộc ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tuất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào sự chăm chỉ làm các công việc nghề tay trái của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua và khi cầm tiền trong tay với bà tuổi Tuất cũng hãy có cách chi tiêu đầu tư sao cho hợp lý chứ có tiêu tiền một cách phung phí nữa nhé. Ngoài ra, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, một số người đang có được cát tinh trợ mệnh sẽ có thể phát tài một cách bất ngờ nếu như tham gia các trò chơi đỏ điên. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, bạn không nên sống phụ thuộc vào cách kiếm tiền này. Hãy làm giàu một cách chân chính dựa trên sức lao động của chính mình thì mới có thể phát triển được bền vững nữa nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang rất vượng vận về đào hoa và nếu như bạn đang còn độc thân và đã có đối tượng thầm thương trộm nhớ rồi thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu về nhau kỹ hơn đã đến lúc bạn cần phải tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này nữa rồi đó bạn tuổi tuất nhé về câu quyết cho bạn tuổi tốt trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, người làm nghề tay trái nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi mính tuất thuộc mệnh thổ hãy có cách chi tiêu tiền sao cho hợp lý từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có được cơ hội phát tài nhờ vào những trò chơi may rủi từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có được cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác giới. Về đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 67, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi giàu. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối do kẻ tiểu nhân xuất hiện, nếm đá giấu tay. Tuy nhiên với bà tuổi hợi, bạn cũng cần phải nhắc nhở bản thân mình cần phải bình tĩnh bởi càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. Và trong công việc của bạn tuổi hợi ngày thứ bảy này, tâm tính của bạn rất dễ bị kích động. Cái điều này sẽ dẫn đến bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào công việc gì đó, với bạn tuổi hợi không nên quá mức độc đoán, chỉ làm theo ý của mình, mà nên thảo luận, tham khảo, trao đổi những ý kiến với những người giàu kinh nghiệm trước cái đã nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy về nửa kia chính là một chỗ dựa về tinh thần rất vững vàng cho bạn, và nếu có điều gì đó khiến cho bạn khó xử thì hãy trò chuyện trao đổi với người ấy, rất có thể hai người sẽ cùng trao đổi bàn bạc thảo luận thì sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa về câu quyết cho bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra những quyết định sai lầm từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nửa kia là hậu phương vững chắc giúp cho bạn an tâm công tác và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 16, số 72, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.